Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với cả nhà mình. Trên tay mình đó là một chai dầu xoa bóp của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dược An Triệu. Một chai dầu mà theo như mình đánh giá là không thể thiếu trên tất cả các tủ thuốc gia đình của chúng ta. Nếu như bà con mình đã sử dụng một lần rồi thì chắc chắn là sẽ không quên, bởi vì cái chai dầu này nó có hiệu quả rất là tuyệt vời luôn. Như đánh giá của rất nhiều người thân quen mình đã chia sẻ rằng là tôi bị đau nhức xương khớp mà tôi xịt lên thì nó rất là khỏe và sướng, đúng không ạ? Có thể là đi lại nha ngay được luôn. Giờ ở đây thì mình sẽ mở hộp nhanh và chia sẻ với cả nhà mình luôn. Một hộp chai dầu này chỉ có giá khoảng vài chục ngàn đồng mà thôi. Thì bên trong hộp sẽ là một chai dầu xoa bóp với dung tích là 100 ml, và chúng ta sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ở đây thì chúng ta một bên là sẽ có hai bên cũng in giống như nhau nhỉ. Hai bên thì in gần gần tựa tựa như nhau, nó như vậy. Bên này thì tờ hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế, và bên này là tờ hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Thì mình sẽ đọc cái bên này cho cả nhà mình ha, chúng ta sẽ xem qua. Đối với cả nhà mình, khi mà mình đã mua chai dầu này thì chắc chắn sẽ có này, và mình sẽ đọc sơ qua thôi, đúng không? Thành phần gồm có là đinh hương, quế, đại hồi, nhũ hương, mộc dược, huyết giác, bạc hà và ethanol. Với công dụng là chủ trì phong thất, tê bại, đau lưng, mỏi gối, tăng tụ máu bầu, đầy bụng, lặn bụng, đầy hơi, khó tiêu, nhức đầu và nghẹt mũi. Cái này thì xoa nhẹ lên chỗ sưng. Rồi cái này nói nôm na là như thế này. Thứ nhất là đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, thì cả nhà mình lắc đều cái chai dầu này lên và chúng ta xịt vào những cái vùng đau tê nhức. Ngày xịt từ 5 tới 7 lần. Mùa xịt cho tới 5 tới 7 chai thì nó hiệu quả, nó như vậy. Càng dùng càng tốt, tại vì cái này là nó là dầu thực vật, đúng không ạ? Nó có cái hàm lượng là quế này, đại hồi, nhũ hương, và chai dầu này rất là thơm luôn. Theo đánh giá của mình là như vậy. Đối với các bác mà đau nhức tê khớp thì các bác lắc đều và xịt vào những cái vùng đau tê nhức. Ngoài ra thì các bác có bị viêm xoang hoặc nghẹt mũi, các bác lắc đều lên xịt vào cái lòng bàn tay của chúng ta, và chúng ta đưa lên mũi, chúng ta hít một hơi như vậy. Ở đây cũng có ghi rõ ràng nè. Cánh mũi, chúng ta có thể là xoa lên cánh mũi này, màng tai của chúng ta. Nếu như chúng ta đau nhức đầu á, chúng ta xoa lên cánh mũi và màng tai của chúng ta, xoa thuốc vào lòng bàn tay và đưa lên mũi hít mạnh, lấy cái hơi đó đẩy lên thì chúng ta đỡ nghẹt mũi đó, như vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ có như vậy. Một chai dầu xoa bóp như thế này chỉ có giá vài chục ngàn đồng mà thôi. Giống như là chắc có trị giá khoảng là tầm 3 lon bia. Thôi thì uống bia thì là bụng bự, đúng không ạ? Xơ gan cổ trướng, đúng không ạ? Thì chúng ta mua một cái chai dầu xoa bóp như thế này về. Cái chai này thì đau tê nhức xịt vào ông uống bà khen, đúng không ạ? À quên, ông xịt bà ông đau bà xịt, đúng không ạ? Ông xịt bà xịt thì ông xoa. Bà xịt ông xoa, đúng không ạ? Một người khỏe, hai người vui, cả nhà hạnh phúc, ý là nôm na nó là như vậy. Một chai dầu xoa bóp như vậy có giá là vài chục ngàn đồng mà thôi. Ngoài ra thì bên mình chai dầu này thuộc cái của công ty cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dược An Triệu. Cả nhà mình mua một chai thì cũng nên bên mình cũng ship code cho cả nhà mình luôn nhé. Chúng ta lưu ý như thế này: chúng ta mua ở bà con ở phương xa, bà con mua thì bà con cố gắng làm sao mà mua tới 5 tới 7 chai một lần đó. Tại sao lại bên đơn vị khuyến cáo bà con mình mua tới 5 tới 7 chai? Thứ nhất là cái chi phí ship một lần, ship mà bà con mình mua một chai á thì cái tiền ship nó cũng gần bằng một cái chai dầu này rồi, đó là như vậy. Thì thôi thì chúng ta cùng một công ship, thì chúng ta cùng một cái chi phí giao hàng, thì thôi bà con mình mua 5 đến 7 chai, động viên bà con mình mua 5 đến 7 chai để cho nó đỡ cái tiền ship, và chúng ta chia nhỏ ra thì nó rất là rẻ, đúng không ạ? Chúng ta cũng không quá lo lắng là tôi mua 5 đến 7 chai mà vậy thì vài tháng nó hết hàng thì sao chú. Xin hứa bà con mình là cái chai dầu xoa bóp này này nó có giá vài chục ngàn đồng, và nó có cái thời hạn sử dụng là 3 năm, là hạn sử dụng 3 năm này, thấy chưa? Chúng ta thấy rõ không? Sản xuất vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 và hạn sử dụng là ngày 2 tháng 5 năm 2025, tức là 3 năm. Nên vì thế là bà con mình mua tới 5 tới 7 chai, mà nếu như còn chưa sử dụng hết á thì chúng ta được để thoải mái, để ở nhiệt độ là không quá 30 độ ở trong nhà của chúng ta, đúng không? Có nhiều cô chú mua cái sản phẩm, có ông xỉn rượu hay sao, ông gọi điện, ông đặt hàng ban đêm mà ông hỏi là chú ơi tôi mua về tôi đổ để trong tủ lạnh được không chú? Thôi, con lạy bố, bố xỉn rượu rồi bố, bố lại để trong tủ lạnh, thuốc gì ai để trong tủ lạnh bố? Đó, như vậy chia sẻ vui vậy thôi. Nhưng mà nhà mình, cả nhà mình, các cô chú thì là để trong cái trong nhà chúng ta, ở cái khu vực mát mẻ, tránh ánh nắng mặt trời và nhiệt độ là không quá 30 độ ha. Một chai dầu này thì chúng ta xài được 5, xài được 3 năm. Và đối với nhiều bạn giống như thanh niên, ví dụ 30 tuổi thì chưa có cảm nhận về đau nhức xương khớp. Tuy nhiên đối với những các cụ U40 trở lên, thậm chí là các bác thanh niên U70, cứ như mùa lạnh tới là bắt đầu thấy đau nhức xương khớp, thì khi mà xịt cái chai dầu này vào rồi đấy thì các bác cảm nhận rất là tuyệt vời luôn.
Thứ nhất là cái mọi cơn đau nó xoa dịu luôn cho chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta xịt vào những vùng đau tê nhất, ngày xịt tới 5 tới 7 lần. Chúng ta xịt càng nhiều càng tốt, vì cái chai dầu này là đa số hàm lượng là thực vật là chính, nên là cũng không ảnh hưởng gì tới khô khớp của chúng ta, đúng không ạ? À, xịt tới ngày tới 5 7 lần, và xịt từ 5 tới 3 đến 5 chai là cũng hiệu quả. Và một lần bên đơn vị thì có ship code ship hàng cho bà con mình, một chai cũng ship cho bà con mình đặt một chai cũng ship. Và đơn vị cũng khuyến khích bà con mình là nên đặt hàng một lần 5 tới 7 chai, tại vì là cái tiền ship nó cũng rất là cao. À, tiền ship gần bằng một chai dầu rồi. Một lần ví dụ như là đơn vị đang ở phía Nam, bà con ở khu vực phía Bắc có mua hàng á, thì một lần ship cũng mấy chục ngàn rồi, gần bằng một cái chai dầu này rồi. Thôi thì chúng ta mua một lần thì chúng ta mua 5 tới 7 chai đặt, tặng ông hàng xóm, tặng bà hàng xóm, đúng không ạ? À, con cái tặng cho bố mẹ bên nội bên ngoại bên ông xui ông bà xui, đúng không ạ? À, đó như vậy hai bên gia đình, người con dâu mua cho bố mẹ chồng, hàn gắn kết nối gia đình yêu thương, đúng không ạ? À, mà đã mua cho bố mẹ chồng mà lại không mua cho bố mẹ ruột hay sao, thì thôi thì chúng ta đặt luôn hai chai nữa là bốn chai, với một chai nữa cho nhà chúng ta, tặng bố mẹ chồng hai chai, tặng bố mẹ ruột hai chai đó, và một chai để dành cho gia đình nhà chúng ta sử dụng, rất là tuyệt vời. Một lần đặt năm chai, đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn cả nhà mình ha. Số điện thoại thì xin với khách hàng là con để số điện thoại của con ở trên màn hình. Và cả nhà mình có nhu cầu đặt một chai dầu xoa bóp về, thứ nhất là trải nghiệm, hoặc là đã dùng rồi thì nay đặt mua thêm để dùng, thì chúng ta liên hệ số điện thoại bên hông màn hình và con sẽ giao hàng tới cho cả nhà mình ha. Một chai cũng giao, một chai cũng bán cho cả nhà mình luôn, nên là chúng ta yên tâm cái vấn đề đó. Ở đây thì chai dầu này có dung tích là 100ml. 100ml chúng ta xịt được nhiều lắm ha, đúng không ạ? Chúng ta mỗi lần chúng ta dính dính là chúng ta xịt được rất là nhiều đó. Chúng ta cái chai dầu này giống như là chúng ta có thể là xịt nè, rồi chúng ta cạo gió nè, chúng ta xoa bóp nè, chúng ta massage nè, đó ông xã tối massage cho bà xã massage cho ông xã đó, cụ ông massage cho cụ bà, rồi cụ bà lại massage lại cho ông, hẹn nhau hẹn giờ 5 phút, 5 phút tôi đấm lưng cho ông, 5 phút ông đấm lưng cho tôi, như vậy. Rồi xin chào cả nhà mình nha. Rất hy vọng cả nhà mình khi mà chúng ta đã sử dụng được cái chai dầu tốt như vậy rồi, thì chúng ta hãy chia sẻ với nhiều người hơn nữa, nhiều bà con hơn nữa, để chúng ta cùng dùng cái chai dầu xoa bóp anh Triệu này ha. Số điện thoại thì con để bên hông màn hình, cả nhà mình có nhu cầu thì chúng ta đặt hàng một chai, bên con cũng giao hàng cho cả nhà mình. Và nếu như cả nhà mình đã đặt hàng thì thôi, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta đặt 5 tới 7 chai để chúng ta sử dụng lâu dài ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình.